cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang chú trọng hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên của trên 1.400 tổ bầu cử trong toàn tỉnh, ghi nhận tại thị xã Đông Triều. Cuộc họp phân công nhiệm vụ của tổ bầu cử thôn Gia Mô, phường Kim Sơn với sự tham gia của lãnh đạo phường. 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và cử tri ở địa phương. Mỗi người phụ trách một công việc cụ thể, từ đảm bảo cơ sở vật chất, hướng dẫn cử tri quy trình bỏ phiếu đến tiếp nhận giải quyết các vấn đề phát sinh. Mọi thắc mắc trong thực hiện nhiệm vụ của thành viên tổ bầu cử đều được lãnh đạo phường trực tiếp giải đáp, giúp công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử được triển khai chất lượng, đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Các cái thành viên của tổ bầu cử thì cũng đã được các cấp hướng dẫn về các cái bước chuẩn bị công tác bầu cử và về cái nghiệp vụ của công tác bầu cử. Thế nên là anh em chị em cũng rất là phấn khởi, thế và cũng xác định được cái trách nhiệm, cố gắng là sẽ làm thật tốt cái công tác bầu cử để đạt cái kết quả cao nhất. Phân công các đồng chí trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể theo cái cách hướng dẫn công tác bầu cử, nghiệp vụ bầu cử của tỉnh hướng dẫn và thị xã hướng dẫn. Thị xã Đông Triều đã thành lập tổng số 184 tổ bầu cử với trên 3.600 thành viên. Tất cả đều được tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử thường xuyên bằng nhiều hình thức. Ủy ban bầu cử các cấp theo sát các tổ bầu cử, thường xuyên cập nhật các hướng dẫn, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Chất lượng các thành viên tham gia tổ bầu cử cũng được đặc biệt chú trọng, phải có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín, trình độ và kinh nghiệm. Lựa chọn các thành viên tham gia tổ bầu cử cũng như là các thành viên tham gia ban bầu cử phải đảm bảo các tiêu chí, phải là các đồng chí cán bộ ở cơ sở thôn, cũng như là chúng tôi huy động các lực lượng giáo viên, những người có chuyên môn, những người có nghiệp vụ, những người đã từng triển khai thực hiện cái công tác bầu cử, nó phát huy vai trò các đồng chí. Các đồng chí là những người quan trọng nhất để triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử. Các tổ bầu cử trên địa bàn thị xã Đông Triều đang phát huy hiệu quả tích cực, chủ động triển khai các nội dung công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng. Cùng với Ủy ban bầu cử các cấp, các tổ bầu cử cũng tích cực tuyên truyền sâu rộng đến người dân, phát huy vai trò trách nhiệm của cử tri trong bầu cử. Các cái tài liệu cũng như là cái thủ tục bầu cử thì chúng tôi đã nắm được, nói chung là thấu đáo đến từng người chúng tôi. Ban chỉ đạo cũng như là Ủy ban bầu cử chúng tôi thành lập ra 25 thành viên trong một cái tổ công tác ở tại 21 xã phường trên toàn thị xã, mà giúp cho ban chỉ đạo trong cái việc là tổng hợp và bám nắm tình hình tại cơ sở, tại các cái tổ bầu cử cũng như là tại các cái đơn vị bầu cử, vừa là bám nắm vừa là hướng dẫn đấy, rồi là nắm tình hình cử tri và nhân dân tại địa phương. Chất lượng của các tổ bầu cử với những thành viên có uy tín, trình độ, kinh nghiệm và sức khỏe là một trong những điều kiện tiên quyết đảm bảo cho việc triển khai công việc tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.